Hi anh em, xin phép anh em một chút thời gian. Nhân dịp đầu xuân năm mới, Laughter AZ xin kính chúc tất cả mọi người một năm mới phấn khởi, phơi phới. Và không chỉ chúc miệng xuông, chúng tôi còn xúc miệng bằng những bao lì xì tại chương trình tích cực quay tay vận may sẽ đến tại Laughter AZ. Và giá trị có thể lên tới là bao nhiêu ạ? 5 triệu đồng. Và cách nhận quà của chúng mình thì vô cùng đơn giản. Anh em chỉ cần click vào đường link dưới phần mô tả và làm theo hướng dẫn thôi. Thời gian diễn ra sẽ từ ngày Valentine 14 tháng 2 đến ngày 29 tháng 2, anh em nhớ nhanh tay nhá. Và bây giờ chúng ta cùng quay lại video chính thôi. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Laughter AZ. Và đây là số hỏi đáp số 337. Và hôm nay đã là 28 Tết rồi anh em ạ. Hóng nghỉ Tết quá. Hóng nghỉ Tết quá. Hay mình nghỉ luôn đi. Nghỉ luôn, lốt số anh em rồi nghỉ luôn. Tắt video này đi rồi đi dọn nhà nhá. Còn rất là nhiều anh em đang chờ đợi chúng ta trả lời đây. Thôi Tết rồi, trả lời cái gì? Trả lời nốt giúp anh em. Thì đến với câu hỏi đầu tiên của số hỏi đáp ngày hôm nay luôn. Đó chính là câu hỏi của bạn Hoàng Trung Anh. Tốc độ quạt thời gian đầu mắc là 6.300 và bây giờ mắc chỉ được có 5.800 thì mình bị làm sao vậy? Em cảm ơn AS. Không biết là bạn để auto hay là đã để turbo nhỉ? Nếu mà bạn đã để turbo rồi thì cái này bạn phải xem là bạn có cập nhật gì về những cái driver hay là app của hãng cái máy bạn dùng ấy, thì nhiều lúc nó cũng sẽ tinh chỉnh một số những cái liên quan đến hiệu năng hoặc là quạt của bạn có vấn đề. Thì cái này bạn có thể đem ra quán để kiểm tra nhé. Cái này thì chúng mình ít khi gặp cho nên là chúng không đoán được bệnh rõ ràng, cho nên là anh em cứ mang ra kỹ thuật cho nó chắc chắn. Câu hỏi tiếp theo thì của bạn Thanh Huy Phạm. Nếu máy có sẵn RAM 8GB 5.200 và lắp thêm một thanh 8GB 4.800 thì máy sẽ chạy ở số bất nào? Dĩ nhiên là số thấp hơn rồi bạn ạ. Lúc nào cũng thế, nó sẽ là ưu tiên cái hệ số càng thấp hơn bởi vì con kia nó có lên được đâu. Đúng rồi, nó làm sao mà lên được. Ví dụ như là mình bảo mình cố gắng sức cho bằng mấy ông con trai ấy, thì làm sao mình cố gắng được. Đấy, thì cả thanh 4.800 nó cũng như thế. Nói chung là nếu mà bạn lắp RAM thì lên cùng bớt, cùng dung lượng, sau cùng hãng là tốt nhất. Câu hỏi tiếp theo bạn Thành Nam Vũ admin cho mình hỏi là đang dùng laptop mặt 2.5K thì liệu có thay sang được màn 4K cộng không? Máy mình là Alienware M16R1. Bạn giàu nhỉ? Thực ra thì thay được, nhưng mà không, mình không nhớ là cái mẫu Alienware M16 này có hỗ trợ lên đến màn 4K cộng không, với cả tùy từng option cấu hình nữa thì hãng nó mới cho nâng cấp thêm. Còn nếu mà không có thì bạn cũng không thể nào thay thế được. Không thì sao bạn không mua màn rồi nhỉ? Mình thấy như thế nó ok hơn ấy, tại vì màn 2.5K nó cũng rất là đẹp rồi. Nhu cầu của bạn không biết như nào lại phải dùng đến tận 4K cộng. Thế thà mình mua một cái màn rồi nên có phải hợp lý hơn không? Rồi, câu hỏi tiếp theo của bạn Oni-chan à? Hay đây cho em hỏi, em có việc đi xa khoảng 2 tháng mà không xài laptop thì bảo quản sao cho đúng và lâu không sử dụng máy thì có bị sao không? 2 tháng thì nó cũng không phải là thời gian quá là lâu nếu mà để một cái laptop có thể hỏng được. Nhưng mà nó vẫn sẽ ảnh hưởng bởi vì bám bụi này, bị độ ẩm, ví dụ cái thời tiết này thì cũng không thể nào mà tránh được. Thì trong khoảng 1 tuần đi, bạn cứ nhờ người nhà bật máy lên xem YouTube hoặc gì đấy khoảng tầm 20-30 phút là được, tắt đi là được. Hết pin thì cắm sạc lại. Bởi vì giống như kiểu là xe máy cũng thế. Để lâu mà không chạy thì nó sẽ kiểu khó để khởi động. Nên là laptop nó cũng kiểu dạng như vậy. Thế nên là bạn mà nhờ được ai mở lên hộ cho thì là biện pháp tốt nhất. Hỏi tiếp theo bạn Nguyên Trung. Thì hai ớt cho em hỏi là trong tầm giá 33 triệu nếu mua máy nào mà mẫu hiện tại có thể ra trong năm nay luôn. Bạn ấy đang thích dòng Legend, học IT và chơi các game AAA thì ok. Bạn có thể lấy luôn Legend ngay trên bàn đây luôn. Phiên bản 2024 với mức giá là 33 triệu, vừa bằng cái số tiền mà bạn mong muốn luôn. i7000P nhá. Hiện tại thì vẫn chưa ra nhiều, nhưng mà nếu mà bạn đợi được thì bạn đợi thêm. Còn nếu mà không được và thích Legend quá rồi, múc luôn bạn. Bên mình còn đang có chương trình sale mà, đúng không? Đấy. Câu hỏi tiếp theo đi của bạn Nhất Duy. Thuần game 3A thì nên chọn Legend hay Helios thế bác? Con nào cũng được. Bác thấy là con nào cũng được. Nhưng mà nếu mà bạn đã xác định về chơi game, tự tin phê cá tính thì cứ Helios mà triển, quạt mát, hiệu năng ok. Ra Legend mát mà. Nhưng ngoại hình sao? Ngoại hình kiểu Legend nó hiền hiền hơn, còn Helios nó chiến đúng kiểu sập. Còn nếu bạn lo về độ ồn thì lấy Legend. Còn không ồn thì không phải lo gì cả, cứ lấy Helios mà tương thôi bạn. Câu hỏi tiếp theo của bạn là ACEFF. FIFI chắc thế. AD ơi, i7 12700H 3070T 125W với i7 12700H 3070T 150W thì con 150W kia mạnh hơn nhiều không ạ? Có nghĩa bạn ấy hỏi là TGP giữa hai con ấy.
Thực ra là không biết là nhu cầu của bạn dùng như nào. Nếu mà để vấn đề chơi game thì chắc chắn một điều rằng 3050 Ti 150W mạnh hơn. Và mạnh hơn nhiều hay không thì cái này mình chưa test được, bởi vì mình mới chỉ test được 3050 Ti 140W thôi. Còn hai cái trường hợp là 150W và 125W thì mình cũng chưa được trải nghiệm qua, mình không rõ. Nhưng mà chắc chắn một điều 150W mạnh hơn nhá. Và tất cả mọi tác vụ thì nó đều nhìn hơn. Rồi, câu hỏi tiếp theo của bạn Darwin 25-26 triệu đổ lại con nào màn 2K 16GB RAM, cạc trên 3060? Cạc trên 3060 thì 4060 à? Mình thấy có mã Legend R7000 khoảng tầm 26 củ, 26-890 gì đấy. Nó giảm giá. Chưa áp mã giảm giá nhá, mà cũng có màn 2K cộng này, chip R7-7735H và RTX 4060, sẵn 16GB RAM. Đấy, đúng nhu cầu của bạn luôn. Câu hỏi tiếp theo bạn Nuslon là cái gì không biết thì ok, mình không biết mình đọc đúng hay sai thì bạn thông cảm nhá. Cho em hỏi là con Asus TUF-DAC F15 phiên bản i5 Gen 12 và nói tiếp 3050 dùng ok không? Bạn định mua cũ? Không biết mua cũ bạn mua bao tiền thì chúng mình mới đánh giá được cho nó khách quan nhất. Nhưng mà thời điểm hiện tại mà mua cũ cái mẫu này thì sao bạn không mua mới nữa đi, nó đâu có phải là một cái máy quá là cũ rồi đâu. Nhưng mà sợ là hết hàng. Sợ hết hàng. Ok, nhưng mà mình không biết nhu cầu của bạn cũng, như nào. Con này cũng ok, phiên bản 2022 thì ok. Nhưng mà không biết là nhu cầu của bạn như thế nào. Ví dụ bạn lại bảo là em chơi game 3A, cái kéo trên con này thì có mà hơi oẳng. Nếu được thì bạn tìm F15 phiên bản 2023 và Intel Gen 10, cũng Intel Gen 12 nhưng mà hình như là 12450. Nếu mà đẹp phiên bản i5 với cả cũng là RTX 3050 nhưng mà 3050 6G ấy, là cái phiên bản này nó sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều. Và nó có cái phiên bản màu trắng nữa thì nó đẹp hơn. Rồi, câu hỏi tiếp theo của bạn. Câu cuối cùng rồi. Bạn Quý Bùi Minh à, em vừa mua con TUF A15 chip R7-7735HS chơi game 3A, nhiệt độ loanh quanh 5X-6X. Chắc một phần do thời tiết miền Bắc đang lạnh, không biết đến hè thì thế nào. Theo mình thấy thì không phải do vấn đề thời tiết đâu bạn ạ. Bởi vì cái mẫu Ryzen 7-7735HS thì nó cũng chỉ tương đương khoảng tầm 6800, thấp hơn một chút, với cả nó ít nhân hiệu năng cao hơn cho nên là cái nhiệt độ nó mát. Mà không biết là chơi game 3A của bạn là chơi game 3A gì, bởi vì có một số cái tựa game cũng được gọi là 3A nhưng mà cấu hình nó không quá là ăn hiệu năng đến mức như kiểu những cái tựa game Cyberpunk 2077 hoặc là Hogwarts Legacy, thì cái nhiệt độ mát này là tốt. Còn đến hè như nào thì cái này chúng mình cũng chưa test cái phiên bản Ryzen 7 này mà không biết cả gì. Chúng mình mới có bản 2016 thôi. Thì mùa hè chơi nó cũng khá là nóng, nó có thể lên tới là 70-80 độ. Có khi lên đến 90. Còn nếu bạn sợ hè nóng thì bạn bật điều hòa thôi. Bật điều hòa thanh tản, nó cũng như mùa đông thôi mà. Ok, và đó là câu hỏi cuối cùng của số Hay Đáp số 337. Thì nhân dịp gần đến năm mới rồi, chúc anh em dọn nhà vui vẻ. Anh em nào mà có bàn ghế gỗ thứ thì cố gắng lấy bàn chải hay là mang vòi nước là xịt cho nó nhanh. Đấy, ok, và mình là Ninh Nhé, bên cạnh mình là Sủi Cảo. Hẹn gặp lại anh em vào năm sau. Bye bye. Bye bye.